Kính chào quý vị và các bạn, đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Các bạn thân mến, giá vàng đã có một tuần biến động mạnh khi có những tín hiệu tích cực về gói kích thích kinh tế của Mỹ, đặc biệt là ở tại thị trường trong nước, không khí sôi động trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán. Trong tuần, đã có lúc giá vàng trong nước tiến sát mốc 58 triệu đồng một lượng do nhu cầu tăng mạnh. Lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện nay là 1.142,22 tấn. Trong tuần qua, quỹ ETF này giao dịch 4 phiên đều bán ra, với tổng lượng vàng là 14,29 tấn. Sau đây, mời các bạn cùng nhìn lại giá vàng trong tuần qua. Như các bạn thấy, trong tuần vừa qua, vàng thế giới khởi điểm ở mức 1.814 USD và chốt tuần ở mức là 1.824 USD. Như vậy, trong tuần vừa qua, vàng thế giới đã tăng khoảng 10 USD một ounce với tỷ lệ là 0,55%, tính như tiền Việt Nam khoảng 230.000 đồng. Còn ở tại thị trường trong nước thì ngược lại, vàng SJC ghi nhận mức tăng 450.000 đồng một lượng, khi giá vàng SJC khởi điểm tuần ở mức là 56,9 triệu đồng một lượng và cuối tuần là 57,35 triệu đồng một lượng. Tất nhiên, khi giá vàng thế giới đang trên đà sụt giảm ở trong tuần và do kỳ nghỉ lễ Tết rơi vào giữa tuần nên các cửa hàng kinh doanh vẫn niêm yết giá vàng ở mức rất là cao. Cho nên, giá vàng trong nước tiếp tục cao hơn thế giới trên 6 triệu đồng một lượng. Bây giờ, Minh Phát mời các bạn hãy cùng vào nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thị trường vàng đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin nhẹ với tâm lý trái chiều trên thị trường kim loại quý khi phải cạnh tranh với các tài sản khác như là một nơi trú ẩn an toàn. Các nhà phân tích trên phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ đã chuyển đổi vai trò trong cuộc khảo sát vàng hàng tuần của sàn Kitco News. Đa số các nhà phân tích đều kỳ vọng giá vàng sẽ yếu hơn vào tuần tới sau khi kim loại quý này không giữ được mức tăng quan trọng ở trên mức kháng cự ban đầu là 1.850 USD. Trong khi đó, phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ đã quay đầu tăng giá với kim loại quý một tuần sau khi tâm lý giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn khi các nhà đầu tư tập trung vào đà tăng trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, các nhà phân tích nói rằng rất nhiều nhà đầu tư đang chuyển sang đồng Bitcoin, vốn đang được giao dịch ở mức cao kỷ lục như một hàng rào mới có khả năng chống lạm phát trong môi trường lãi suất thấp. Như các bạn thấy, rõ ràng là trong tuần đã có lúc vàng lên tới mức là 1.856 USD vào hôm thứ Tư trước khi sụt giảm về sát mức là 1.800 USD và cuối cùng đánh chốt tuần ở mức là 1.824 USD một ounce. Một trong các lý do khiến cho giá vàng không thể bật tăng cao trong thời gian vừa qua chính là thị trường đã chốt lời rất mạnh và dòng vốn đã chuyển mạnh sang đồng tiền điện tử, khi giá Bitcoin hiện tại đang giao dịch ở trên ngưỡng là 47.000 USD. Ông Colin Szynski, chiến lược gia thị trường tại Malagaman cho biết, với niềm tin của các nhà đầu tư đang ở mức cao vào thời điểm hiện tại, nhu cầu và thiên đường phòng thủ không còn nhiều. Trên hết, các nhà giao dịch đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ, dường như đang tập trung hơn vào đồng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác hơn là kim loại quý. Sự nhận định này của ông Szynski theo Minh Phát là rất là đúng, bởi vì các bạn thấy là giá Bitcoin liên tục lập đỉnh trong những ngày vừa qua. Có lúc trong tuần, giá Bitcoin đã lên tới là 48.300 đô la Mỹ. Điều này đã khiến cho thị trường rất sôi động và nhộn nhịp khắp thế giới, không riêng gì chỉ ở Việt Nam. Trong tuần này, trên phố Wall có 14 nhà phân tích đã tham gia vào cuộc khảo sát. Tổng cộng có 10 người, tương đương với 71% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Trong khi đó, có sự ràng buộc giữa nhà phân tích lạc quan và trung lập về kim loại quý, với cả hai dự báo đều nhận được hai phiếu bầu, tương đương với lại 14%. Nhìn vào các nhà đầu tư trên thị trường bán lẻ, có tới 1.257 người tham gia trong cuộc khảo sát trực tuyến. Trong số đó, có 644 người, tương đương với 51% nói rằng họ lạc quan về kim loại quý trong tuần tới. 350 người khác, tương đương với 28% cho rằng giá vàng sẽ giảm. Trong khi 263 người còn lại, tương ứng với 21%,
có ý kiến chung lọc về kim loại quý. Các bạn thân mến, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ đang tăng giá vàng, thị trường vàng đang vật lộn để thu hút sự chú ý mới. Việc tham gia vào cuộc khảo sát trực tuyến hàng tuần của sàn Crypto News đã bị tắt tiếng, giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10 năm 2020, khi chỉ có 14% cho rằng giá vàng sẽ tăng. Ở tuần trước, có tới 48% các nhà đầu tư bán lẻ đã giảm giá vàng, trong khi có tới 64% các nhà phân tích thị trường lạc quan. Thị trường vàng đã phải vật lộn để thu hút đà tăng nhất quán trong tuần vừa qua, do giá không thể giữ vững được ở mức tăng trên 1.850 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 đã kết thúc tuần trong lãnh thổ trung lập với mức tăng nhẹ là 0,6% so với cuối tuần trước. Sắp tới, việc vàng không thể giữ vững được trên ngưỡng kháng cự ban đầu khiến cho nhiều nhà phân tích đang xem xét mức hỗ trợ có thể là ở quanh vùng là 1.800 USD một ounce. Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng Saxo nói rằng vàng đang mất kết nối với các yếu tố quan trọng như là lợi suất thực tế giảm và đồng đô la Mỹ đang tương đối trung lập trong tuần qua. Ông nói: "Tôi nghĩ ngay bây giờ vàng đang ở chế độ chờ và xem vì nó đang tìm kiếm những nguyên liệu đầu vào. Trong môi trường này, chúng tôi có thể thấy giá giảm xuống và kiểm tra ở mức hỗ trợ." Trong khi đó, một số nhà phân tích đang kỳ vọng giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Họ cũng kỳ vọng rằng điều này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội mua vào. Ông Philip Chable, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Fiduciary cho rằng bất kỳ mức giảm giá nào dưới ngưỡng 1.800 USD sẽ là gặp lực mua vào rất mạnh. Nhưng nếu bạn còn phân vân thì hãy đứng ngoài thị trường theo dõi. Ông Haverkow, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của Rio Futuri nói rằng ông hơi lạc quan về vàng khi thấy giá vẫn nằm trong phạm vi giao dịch hiện tại của chúng tôi. Ông cũng coi bất kỳ sự sụt giảm giá nào dưới ngưỡng 1.800 USD là cơ hội mua vào rất tốt. Hành động giá vàng có một chút bí ẩn vì thị trường có các nguyên tắc cơ bản tăng giá mạnh. Bức tranh kỹ thuật cho thấy nói chung là giá giảm, nhưng hiện tại, ở tại thời điểm này, các nhà đầu tư cần chú ý quan sát thị trường nhiều hơn. Các nhà phân tích đã nói với sàn Crypto News rằng vàng đã không thể vượt qua ngưỡng 1.850 USD một ounce trong tuần này, và một đợt giảm giá khác có thể sẽ xuống dưới ngưỡng 1.800 USD, có thể sẽ mở ra ngưỡng bán nhiều hơn. Ông Sialuk, đồng giám đốc tại Watsharding cho biết vàng đã hoạt động kém hiệu quả từ đầu năm 2021 cho đến nay. Thị trường đã có một thời gian khó khăn thực sự trên mức là 1.850 cho đến 1.860 USD. Thật đáng ngạc nhiên, theo một cách nào đó, nếu bạn nhìn vào hiệu suất của đồng tiền điện tử, vì đồng tiền này đã tăng trưởng rất tốt trong thời gian vừa qua. Lợi suất tăng trên kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã đè nặng lên kim loại quý, và trừ khi có một chất xúc tác đáng kể nào đó làm đảo lộn xu hướng này. Còn đối với ông Peter Hung của sàn Crypto News cho biết, thị trường vàng vẫn đang chờ đợi chính quyền ông Joe Biden triển khai chương trình kích cầu. Ông nói rằng bất kỳ sự chậm trễ nào nữa sẽ là tiếp tục đè nặng lên kim loại quý. Có một số suy đoán rằng một số đảng viên sẽ không bỏ phiếu cho dự luật này do tăng lương tối thiểu. Nếu họ không thể làm được điều đó, riêng về phía đảng Cộng Hòa, sẽ có một số vấn đề. Thị trường kim loại quý được kỳ vọng về việc kích thích sẽ đi qua. Khi đó thị trường sẽ đè nặng lên kim loại quý. Các bạn thân mến, tuần tới với 14% chuyên gia được khảo sát trên phố Wall và 51% trên thị trường bán lẻ cho rằng giá vàng sẽ tăng. Một tỷ lệ cho thấy là sự kỳ vọng tiếp tục diễn biến trái chiều. Rõ ràng là giới chuyên gia họ đang thay đổi suy nghĩ và hầu như là cái tỷ lệ kỳ vọng vào kim loại quý đã giảm rất là nhiều. Riêng Minh Phát vẫn còn niềm tin vào kim loại quý này. Còn các bạn thì sao? Hãy đưa ra nhận định của mình nhé. Và tất nhiên là chúng ta hãy cùng chờ đón xem trong tuần tới liệu giá vàng tăng hay giảm. Các bạn thân mến, bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 2 năm 2021 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Các bạn nhớ hãy đón xem các bản tin được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của Minh Phát nhé. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và chúc các bạn cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ,
Xin kính chào và hẹn gặp lại.